Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ năm 2021 theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, tỉnh Yên Bái đã dành nguồn kinh phí trên 51 tỷ đồng để giải ngân cho các địa phương triển khai. Trong đó, riêng kinh phí hỗ trợ dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là 24 dự án với tổng kinh phí là gần 15 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương trong toàn tỉnh đang triển khai thực hiện 23 trên 24 dự án. Còn một dự án chuỗi chăn nuôi gà thương phẩm tại thành phố Yên Bái, hiện chủ dự án xin dừng thực hiện theo nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh để chuyển sang thực hiện đề án khác. Trong 23 dự án đang triển khai thực hiện nghiệm thu, toàn tỉnh đã giải ngân được 4 dự án với nguồn kinh phí gần 1,2 tỷ đồng. Thực hiện 2 dự án chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm chè đã hoàn thành kế hoạch 470 triệu đồng theo kế hoạch được giao. Dự án phát triển chăn nuôi lợn quy mô vừa và lớn theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã hoàn thành kinh phí giải ngân 320, đạt 100% kế hoạch. Dự án hỗ trợ phát triển sản phẩm mang tre Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị huyện Trấn Yên với tổng kinh phí 400 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch giao. Tất cả các dự án liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị thực hiện theo chính sách hỗ trợ của Nghị quyết 69 vẫn đã hoàn thành xong trong tháng 11 năm 2021. Thực hiện kế hoạch số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, tính đến nay, toàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng trên 100 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, 980 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 760 nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn tỉnh đã có trên 176.800 hộ gia đình, gần 930 làng bản tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn văn hóa và trên 1.200 cơ quan đơn vị đăng ký đơn vị văn hóa. Đến nay, các địa phương đã lựa chọn được 208 thôn bản tổ dân phố để triển khai xây dựng mô hình thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Từ đó nhân rộng các phong trào, các mô hình, cách làm hay, thiết thực hiệu quả. Cùng với đó, toàn tỉnh đã duy trì 1.364 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, 173 đường dây nóng về phòng chống bạo lực gia đình và trên 200 câu lạc bộ khác liên quan đến gia đình như câu lạc bộ gia đình 503 sạch, câu lạc bộ gia đình không sinh con thứ ba, câu lạc bộ phụ nữ nuôi dạy con tốt. Hoạt động của các mô hình câu lạc bộ được duy trì đều đặn, đảm bảo nội dung thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa bàn, góp phần hạn chế tình trạng ly hôn, tảo hôn, mất cân bằng giới tính khi sinh, đẩy lùi tình trạng bạo lực gia đình. Nhờ đẩy mạnh công tác vận động kêu gọi hỗ trợ, đến nay các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động được trên 650 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, trong 9 tháng năm 2021, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã ủng hộ trên 90.000 khẩu trang, 1.345 mặt nạ chống giọt bắn, trên 4.310 chai dung dịch sát khuẩn và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, khu cách ly tập trung và các gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt, thực hiện chủ trương đón công dân Yên Bái từ các vùng dịch phía Nam trở về, một số cơ sở hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động hội viên phụ nữ tham gia góp công góp của, tổ chức nấu và cung cấp bữa ăn cho người dân tại các điểm kiểm dịch trước khi di chuyển đến khu cách ly tập trung và trở về địa phương an toàn. Thưa quý vị và các bạn, xác định nông thôn mới phải thực sự nâng cao mức sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Huyện Yên Bình tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, có những cách làm sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên diện mạo mới ở khắp các vùng quê. Vào những ngày cuối tuần sau khi hoàn tất mọi công việc được giao tại công sở, 100% cán bộ công chức các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình lại đồng loạt tổ chức xuống các thôn cùng bà con nhân dân, ra quân tu sửa, vệ sinh đường làng ngõ xóm và giúp đỡ các hộ neo đơn, dọn dẹp nhà cửa, đào hố xử lý rác thải. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trực tiếp xuống lao động cùng dân, chia sẻ những khó khăn vướng mắc với người dân, tạo động lực, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của cán bộ đảng viên cũng như người dân trong xây dựng và giữ vững nông thôn mới. Ngày công đi làm rồi thì tiền, chúng tôi sẵn sàng luôn, có những già rất là khó khăn con đi học, nhưng mà có thể là đóng góp 2 lần, 1 lần, nhà nào có điều kiện 1 lần, có nhà 2 lần, có nhà 3 lần thì mới hết được một tuyến, thế nhưng mà đều đóng góp hết, dân là rất là phấn khởi luôn. Xác định xây dựng nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm của người dân, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, và mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc cho nhân dân. Huyện Yên Bình tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành, phát huy tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân tin tưởng tích cực hưởng ứng làm theo, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban, hàng tháng thì ban chỉ đạo cấp xã phải đăng ký xây dựng các công trình phần việc cụ thể cần làm trong tháng, báo cáo với ban chỉ đạo cấp huyện phê duyệt để triển khai thực hiện. Thứ ba là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là nội lực của nhân dân, tăng cường gắn cái vai trò trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả và bền vững. Thứ tư là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời khuyến khích, động viên, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo cái khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sự tâm huyết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền, sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở đã trở thành động lực to lớn khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Yên Bình. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tác động không nhỏ đến sản xuất và huy động nguồn lực đầu tư, phát triển, nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện vẫn có sức lan tỏa rộng khắp. Nhân dân sẵn sàng hiến đất, hiến công, hiến của để chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương. Trong 9 tháng năm 2021, với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, toàn huyện đã bê tông hóa trên 112 km đường giao thông, xây mới sửa chữa 22 nhà văn hóa thôn và xóa trên 150 nhà rột nát cho hộ nghèo với tổng trị giá gần 80 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp vào nguồn xã hội hóa gần 40 tỷ đồng. Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2 xã so với kế hoạch tỉnh giao và 2 xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, cả 5 xã về đích nông thôn mới đã hoàn thành toàn bộ 19 tiêu chí. 2 xã Hán Đà và Đại Minh đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Làm đâu chắc đó, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa chất lượng cao, bố trí lại sản xuất chăn nuôi phù hợp, có sự liên kết với các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là cách làm hiệu quả của huyện Bình. Các ban ngành của huyện là trực tiếp xuống chỉ đạo sâu sát, mà trực tiếp nhất là các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy đã có cái kế hoạch chỉ đạo toàn diện. Thì đến nay là xã Xuân Long nói chung là về các đường làng ngõ xóm là bà con hiện nay là đi lại là giao thông là rất là thuận lợi. Là bà con cũng đã có nhà văn hóa khang trang để họp, và đặc biệt nhất là nhà văn hóa thôn nào cũng có sân chơi bãi tập. Đúng với ý đảng và hợp với lòng dân, đời sống người dân là được nâng lên. Bộ mặt của nông thôn là ngày càng được đổi mới. Xây dựng nông thôn mới bài bản, căn cơ bền vững, không chạy theo thành tích, đặc biệt không có tình trạng nợ động xây dựng cơ bản đã tạo nên sức sống mới trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Bình. Những miền quê đáng sống với một hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường trạm, khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, hiện hữu từ vùng thấp đến vùng cao, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng lên. Có được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là bởi ở Yên Bình, những người đứng mũi chịu sào luôn gần dân, hiểu dân, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, biến những nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021 do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức, được tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm, có kết hợp với phần thi tự luận. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ đưa ra câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính. Thời gian thi bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 và kết thúc vào ngày 8 tháng 11 năm 2021, tương ứng với 4 tuần thi. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ ngày thứ hai và kết thúc vào 9 giờ ngày thứ hai của tuần kế tiếp. Đặc biệt, ngoài phần thi trắc nghiệm, ban tổ chức cũng khuyến khích người thi tham gia phần thi đề xuất sáng kiến cải cách hành chính. Thời gian tổ chức phần thi này từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2021, tức 3 tuần đầu của cuộc thi. Phần thi đề xuất sáng kiến sẽ hiện ra tiếp sau khi người thi hoàn thành phần thi trắc nghiệm. Mỗi cá nhân có thể tham gia thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng tối đa không quá 30 lần, và chỉ được công nhận một kết quả tốt nhất trong số các lần dự thi. Trong trường hợp có nhiều cá nhân cùng trả lời đúng các câu hỏi, thì người trả lời sớm nhất sẽ được lựa chọn để trao giải. Và nếu tiếp tục có kết quả giống nhau, thì chất lượng của sáng kiến trong phần thi đề xuất sáng kiến sẽ được lựa chọn làm căn cứ để trao giải. Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao giải tuần và căn cứ vào kết quả của cả 4 tuần, ban tổ chức
sẽ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt nhất. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân có đề xuất sáng kiến thực hiện cải cách hành chính. Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của cuộc thi, giá trị bằng tiền và được ban tổ chức đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Bên cạnh các giải cá nhân, ban tổ chức cũng trao giải cho các tập thể có thành tích tốt trong tham gia cuộc thi. Để tham gia cuộc thi, quý vị đăng nhập vào địa chỉ Đảng ủy khối CQ và CN .yenbai.gov.vn. Truy cập vào banner cuộc thi và trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng, sau đó bấm vào ô hoàn thành. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2021, sân chơi tìm hiểu kiến thức lý thú, hấp dẫn và thiết thực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh, cũng như các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.